Thưa sư, lâu lâu tôi có bất chợt nghĩ đến một đoạn nhạc hoặc âm thanh. Tôi sợ điều đó làm ảnh hưởng đến giới hạnh bát quan trai nên tôi tự thọ giới và nhắc nhở bản thân giữ giới, không nghe múa hát, đờn kèn, vân vân. Tôi có mất giới không nghe khi có những ý nghĩ một đoạn nhạc hoặc âm thanh khởi lên hay không? Thì đừng chạy theo nó là được, chỉ đơn giản thế thôi. Ngay cả khi mà nhà hàng xóm họ phát nhạc cũng vậy, mình chỉ cần đừng nghe nó là được. Mình tập trung vào đề mục thiền của mình thì không sao cả. Còn khi quý vị nhớ nghĩ mà quý vị chạy theo nó, rồi mình thậm chí là mình đánh nhịp theo, thì khi đó là mình đứt giới.